Đồng hành cùng học văn chị Hiên để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé. Đề bài của chúng ta ngày hôm nay sẽ là cảm nhận của anh chị về đoạn thơ sau. Và các em ơi, đây cũng là một trong số những cái đoạn thơ mà rất thường xuyên xuất hiện trong các bài khảo sát, các kỳ thi giữa kỳ của các trường các bạn ạ. Và đó chính là 9 câu thơ đầu tiên chúng ta sẽ có này. Ở đây chúng mình sẽ có đề bài sẽ là cảm nhận của anh chị về đoạn thơ sau khi ta lớn lên đất nước đã có rồi đất nước có trong những cái ngày xưa ngày xưa mẹ thường hay kể đất nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn đất nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc tóc mẹ thì bới sau đầu cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn cái kèo cái cột thành tên hạt gạo phải một nắng hai xương say giã dần sàng đất nước có từ ngày đó và từ đó bình luận về tư tưởng mới mẻ của đất nước được không ạ? Tư tưởng mới mẻ của Nguyễn Khoa Điềm về đất nước. Vậy thì các em có thể nhìn thấy ở đây, đây là một đề bài bám sát cấu trúc của đề thi trung học phổ thông quốc gia, đúng không ạ? Đây là một đề bài bám sát cấu trúc của đề thi trung học phổ thông quốc gia, bao gồm một yêu cầu chính và một yêu cầu nâng cao. Yêu cầu chính của chúng ta là phân tích đoạn thơ này, còn yêu cầu nâng cao của chúng ta là phân tích, làm rõ, bình luận về tư tưởng mới mẻ của Nguyễn Khoa Điềm về đất nước, được không nào? Các bạn ơi, chúng ta có thể thấy rằng là đây là một trong những cái đề mà mà chị gọi là rất là thường gặp nhé, rất là thường gặp ạ. À. Vậy nên là nếu như mà các bạn 2K6 các em đã có mặt ở đây rồi thì đừng ngại ngần lưu cái phần phát trực tiếp này về bởi vì chị nghĩ rằng có thể bây giờ các bạn cảm thấy chưa cần thiết nhưng mà đến một cái thời điểm nào đấy là các bạn sẽ cảm thấy rất cần thiết. Được không ạ? À? Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với nhau bắt đầu nhé. Không chỉ riêng với trích đoạn đất nước đâu mà đối với những cái bài thơ khác nếu như các em được học về đất nước về quê hương thì một trong những cái ý tưởng chị cho rằng là chúng ta hoàn toàn có thể triển khai đó là chúng ta có thể đi từ đề tài các bạn ạ nhá chúng mình có thể đi từ đề tài và cái đề tài mà chúng ta có ở đây đó chính là đề tài về đất nước được không ạ nhá đề tài đất nước được không nào thì các bạn sẽ chú ý ở đây giúp cho chị này chúng ta có thể triển khai và chị thấy rằng là cái phần dẫn này á là một cái phần dẫn mà các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cho nhiều à, cái mở bài khác nhau về những cái văn bản khác nhau nhưng như chị nói nhá nó cần phải cùng thuộc một cái chủ đề một cái đề tài được không ạ à đó chính là về đề tài quê hương đất nước đấy thì các em sẽ chú ý giúp chị thì ở đây chúng mình sẽ có này đây là sự kết hợp giữa cả nhận định và cả đề tài nhá. Được không ạ? À? Cái phần dẫn dắt ở đây là cái phần kết hợp giữa cả nhận định và cả đề tài các bạn ạ. Đó thì chúng mình sẽ chú ý nhá. Đây, ví dụ này. Ai đó đã từng nói rằng nếu mỗi người không thuộc về một đất nước, một quê hương thì giống như con chim không có tổ, cái cây không có rễ và ai đó cũng đã từng tự hỏi lòng có mối tình nào nặng sâu hơn là mối tình tổ quốc. Đi tìm câu trả lời cho câu hỏi ấy đã có biết bao hồn thơ cất cánh. Sau đó là chúng ta đưa một vài những cái phần văn bản, những cái tác phẩm viết về đề tài này vào, đúng không nào? Đó chúng ta đưa ra một vài cái tác phẩm cùng viết về đề tài quê hương đất nước này. Ví dụ này à với Nguyễn Đình Thi là hình ảnh của một đất nước đau thương căm hờn quật khởi vùng lên chiến đấu và chiến thắng huy hoàng. Với Lê Anh Xuân là dáng đứng tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân. Với Xuân Diệu là vẻ đẹp của đất nước tổ quốc tôi như một mũi một con tàu, mũi tàu rẽ sóng mũi cà mau. Và đặc biệt vào cuối năm 1971, từ chiến trường Bình Trị Thiên khói lửa Nguyễn Khoa Điềm đã góp thêm một tiếng thơ hay về đề tài đất nước qua trích đoạn Đất nước trích trong trường ca mặt đường khát vọng. Và đoạn trích này đã ghi dấu ấn trong lòng bạn đọc với một tư tưởng mới mẻ về đất nước. Đó là đất nước của nhân dân được thể hiện ngay qua 9 câu thơ đọc. Đó, ví dụ là như vậy các bạn ạ. Thì các em có thể thấy như chị nói đấy. Hiện tại chúng ta đang nói tới mở bài thì sẽ chúng ta sẽ lựa chọn mở bài gián tiếp có nghĩa là sẽ bằng dẫn dắt cộng với đặt vấn đề đúng không ạ sẽ là dẫn dắt cộng với đặt vấn đề đúng không thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhé đó là cái phần dẫn dắt này là cái phần mà chúng ta hoàn toàn có thể chủ động thiết lập dựa trên phần ý tưởng của các bạn bởi vì chị biết được rằng là các em thì có khá là nhiều những cái ý tưởng khác nhau đúng không? Ví dụ như là các bạn có thể đi từ à, thông tin tác giả phải không ạ? À? Các em có thể thiết lập ý tưởng đi từ thông tin tác giả hay các em thiết lập ý tưởng đi từ à, đi từ nhận định hay là các bạn thiết lập ý tưởng đi từ đề tài, được không ạ? À? Tất cả những cái ý tưởng này đều hợp lý thôi, miễn làm sao mà chúng ta triển khai một cách phù hợp Và các em nhớ nha, hiện tại thì chị Hiên cũng đang tặng rất là nhiều tài liệu dành cho các bạn học sinh lớp 12 đấy ạ à. Năm nay sẽ là một cái năm rất đặc biệt đối với các bạn 2K6. Các em đều biết năm nay sẽ là cái năm cuối cùng thi theo chương trình cũ, kiến thức của chương trình cũ. Vậy nên chị cũng biết được rằng là bản thân các bạn đang cực kỳ áp lực trong quá trình ôn tập. Nhưng chị cho rằng nếu như chúng ta cứ để bản thân mình chìm trong cái sự áp lực ấy thì nó sẽ là điều rất khó khăn để các bạn tiếp nhận kiến thức. Bởi vậy chị mong là các em sẽ biến áp lực trở thành động lực để năm nay các bạn sẽ giữ được một cái sự quyết tâm Chúng ta sẽ nghiêm túc ngay từ cái quá trình luyện tập đầu tiên này. Chứ không để cho bản thân mình rơi vào trường hợp là nước đến chân mới nhảy, nước đến cổ mới bơi nữa. Được không ạ? Vậy nên là các em ơi, bây giờ ấy, là các em đã sắp hoàn thành học kỳ 1 rồi. Mà các em cũng biết là trong học kỳ 1 thì chúng ta sẽ có 4 tác phẩm thơ Bao gồm có Tây Tiến, Việt Bắc, Trích đoạn đất nước và Sóng Bên cạnh đó chúng ta còn có hai bài ký Đó là Ai đã đặt tên cho dòng sông và Người lái đò sông đà Cộng thêm với một cái áng văn chính luận là tuyên ngôn độc lập Vậy nên là bây giờ đến thời điểm này nha Là các bạn lớp 12 ít nhất là các bạn đã phải nắm được những cái kiến thức nền như vậy rồi Các em thử xem trong những cái tác phẩm mà chị vừa đề cập bao gồm có 7 tác phẩm thì các em đã nhớ được bao nhiêu phần trăm kiến thức rồi Thế nên là chị nghĩ rằng các em đừng để cho mình bị rơi vào tình trạng là Đến lúc có muốn bơi cũng không bơi được Bởi vì quá xa bờ rồi Vậy nên ngay từ bây giờ thì hãy luyện tập, hãy bơi cho giỏi đi Được không? Hãy chú trọng vào những cái phần kiến thức nền ngay và luôn đi Ok không ạ? À? Thì ở đây quay trở lại nhá Chúng ta sẽ có phần mở bài Như chị Hiên đã nói là Bao giờ dạng bài văn thì chúng ta cũng nên lựa chọn một cái mở bài gián tiếp và mở bài gián tiếp thì chắc chắn sẽ bằng dẫn dắt cộng với đặt vấn đề. Và phần dẫn dắt này thì các bạn có thể chủ động triển khai nhá, được không nào? Đấy thì vừa rồi chị đã đưa ra cho các bạn một cái mở bài về trích đoạn đất nước rồi. Ngoài ra các em cũng có thể triển khai theo các cái hướng khác, ví dụ đi từ tác giả Nguyễn Khoa Điềm, đúng không? Hay là các bạn đi từ một cái nhận định nào đó, nhận định về thơ Nguyễn Khoa Điềm, nhận định về tác giả Nguyễn Khoa Điềm, sau đó dẫn vào những đề tài mà người nghệ sĩ đó thường viết và dẫn vào tác phẩm dẫn vào cái trích đoạn mà chúng ta cần phải phân tích được không nào? Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần thân bài các bạn nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần thân bài. Phần thân bài thì các em cũng biết là chúng ta sẽ có các luận điểm. Luận điểm 1: thông tin về tác giả tác phẩm. Luận điểm 2: phân tích. Luận điểm 3: khái quát nội dung nghệ thuật. Luận điểm 4: làm rõ yêu cầu nâng cao và sau đó chúng ta sẽ kết bài. Nhớ nha, bạn nào chưa có tài liệu ôn thi học kỳ thì có thể nhắn tin về để chị Hiên gửi cho các bạn để các bạn có tài liệu ôn thi nhá. Ok không ạ? À? Chị nhắc lại, bạn nào chưa có tài liệu ôn thi học kỳ có thể gửi về để chị Hiên gửi tặng. Kể cả các bạn lớp 10, lớp 11 chưa có tài liệu ôn thi học kỳ cũng có thể nhắn tin về, chị Hiên sẽ gửi tặng các em để cho các bạn có thể có tài liệu ôn tập để chuẩn bị thật tốt cho cái kỳ thi giữa kỳ của các bạn, được không ạ? À? tặng nhiều như thế mà lại không ngại mà lại ngại ngần trong việc thả tim là không được đâu nha hãy thả tim thả like để cho chị hiên thấy được tinh thần của các bạn rằng những cái điều mà chị đang làm rất có ý nghĩa đối với các em được không nào nhớ nha nhắn tin về các bạn lớp 10, lớp 11, lớp 12 nhắn tin về chị hiên gửi ngay cho tài liệu ôn thi giữa kỳ tất cả đều là miễn phí á dành tặng cho các bạn để các bạn có thể chuẩn bị cho kỳ thi của các em được không ok không nhất trí chưa tinh thần cao chưa còn bây giờ thì chúng mình sẽ cùng quay trở lại nhé. Bây giờ chúng mình sẽ cùng quay trở lại Chúng ta có luận điểm 1 của đề bài này Đương nhiên tôi sẽ nói một vài thông tin ngắn gọn về tác giả Coi đó là trích dẫn để nói về phần trọng tâm nhất Đó chính là gì ạ? Đó chính là về hoàn cảnh ra đời của tác phẩm Những cái yếu tố liên quan tới tác phẩm Thì ở đây chúng ta có này Nguyễn Khoa Điềm được coi là một trong những đại diện tiêu biểu của thế hệ nhà thơ trưởng thành trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ông xuất thân trong một gia đình trí thức có truyền thống yêu nước, sớm tham gia cách mạng và từng bị địch bắt giam. Thơ ông có sức hấp dẫn bởi sự kết hợp giữa cảm xúc nồng nàn và suy tư sâu lắng của người trí thức về đất nước. Kết tinh cho hồn thơ ấy phải kể đến trường ca mặt đường khát vọng và đặc biệt là trích đoạn đất nước, trích từ chương 5 của bản trường ca này. Được viết vào năm 1971, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ đang bước vào giai đoạn ác liệt. Bấy giờ, phong trào đấu tranh chống Mỹ của nhân dân các đô thị miền Nam ngày càng trở nên mạnh mẽ, sôi nổi tiêu biểu là phong trào xuống đường đấu tranh của học sinh sinh viên. Từ chiến trường bình trị thiên khói lửa, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã sáng tác trường ca mặt đường khát vọng để góp thêm tiếng thơ hay về đất nước, để lay động và thức tỉnh ý thức trách nhiệm của mỗi người, đặc biệt là của tuổi trẻ đối với quê hương, được không ạ? Đất nước thì ở đây các bạn có thể chú ý giúp cho chị là chúng ta sẽ viết những cái nội dung liên quan tới hoàn cảnh sáng tác thôi Thì bản chất các bạn đều hiểu rằng là những cái thông tin này à, sẽ là gì ạ? À sẽ là những cái thông tin mà chúng ta được cung cấp thôi Chứ chưa có gì gọi là các bạn phải tư duy cả Nếu như nói về cái phần tư duy thì chị nghĩ rằng là cái phần phân tích này mới là cái phần trọng tâm này Được không ạ? Kem ơi một xíu nữa các bạn cứ nhắn về nhá bộ nào, bộ sách nào chị Hiên cũng có tài liệu ôn thi học kỳ rồi, các chị sẽ gửi cho các bạn để các bạn sẽ có thể ôn tập trong đợt ôn thi giữa kỳ này nha. Tĩnh Hoàng nha, em cứ yên tâm ạ, à, em cứ chủ động nhắn tin về, nhưng mà đừng tiếc gì một tim, một like cho chị Hiên trong phần phát trực tiếp ngày hôm nay nhé. Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng quay trở lại với phần thân bài. Như chị đã nói thì đối với cái phần thân bài điều quan trọng nhất của chúng ta là phải chia được bố cục. Ví dụ như 9 câu thơ này thì chúng mình sẽ chia là một bảy một và trong bảy cái câu thơ ở phần thứ hai ấy thì chúng mình cũng có thể chia nhỏ hơn nhớ nhá chúng mình chia theo cái cấu trúc một bảy một được không ạ và sau đó chúng ta sẽ bám vào phân tích những cái hình ảnh các bạn ạ chúng ta sẽ phân tích những cái hình ảnh chị lấy ví dụ nhá chẳng hạn các bạn sẽ phân tích đây chúng ta sẽ có câu thơ đầu tiên này đây ạ bao giờ cũng vậy khi bắt đầu phân tích thì chúng ta sẽ phải có câu dẫn bản chất là khi mà các bạn học kiến thức nền ấy chúng ta chia bố cục nhỏ cho đoạn thơ và đặc biệt khi tiến hành phân tích đánh giá về cái tác phẩm thơ đó về từng câu thơ thì các em cũng đã thấy là đối với mỗi câu thơ thì chúng ta có thể gọi với một cái nội dung khái quát riêng chị lấy ví dụ như câu thơ đầu tiên trong trích đoạn đất nước trích trong trường ca mặt đường khát vọng này thì các em có thể thấy được rằng là gì ạ À chúng ta có thể đặt cái nội dung cho nó, chúng ta có thể đặt cái nội dung cho nó, đó chính là gì? Lời khẳng định chắc chắn như một lẽ tự nhiên về cội nguồn của đất nước. Và câu thơ đó là câu thơ gì đây ạ? À? Khi ta lớn lên, đất nước đã có rồi. Đúng không nào? Thì các bạn có thể dẫn vào luôn để phân tích, bởi vì khi mà các em phân tích các em chia nhỏ cái đoạn thơ ra rồi thì các em sẽ lần lượt phân tích các câu thơ đấy nhá các em sẽ lần lượt phân tích các câu thơ, được không ạ? Đây chúng ta sẽ có này. Nguyễn Khoa Điềm đã mở đầu trích đoạn thơ của mình bằng lời hồi đáp cho câu hỏi: Đất nước có tự bao giờ? xong hai chấm trích thơ. Khi ta lớn lên đất nước đã có rồi. Được không ạ? Chúng ta sẽ bắt đầu viết này. Chúng ta sẽ phải phân tích các em ơi, khi mà các bạn học về đất nước ấy hay là khi mà các bạn phân tích đất nước ấy thì các em phải nhớ giúp chị điều này nhá đó chính là trước tiên là chúng ta cần phải làm rõ một số những cái yếu tố chung của cả cái trích đoạn đó nữa được không ạ à? trước tiên là các bạn cần phải làm rõ về các bạn cần phải làm rõ về những cái yếu tố chung đã à thì những cái yếu tố chung ở đây là gì à những cái yếu tố chung ở đây chúng ta có sẽ là vì sao đất nước là một danh từ chung mà lại được viết hoa đó phải không ạ à? vì sao đất nước là một danh từ chung mà lại viết hoa đúng không nào? đấy là cái đầu tiên mà chúng ta sẽ thấy và cái tiếp theo vì sao rõ ràng là đề tài về đất nước là một cái đề tài mà rất là bao quát rất là trừu tượng nhưng mà lại được nhà thơ nguyễn khoa điềm đưa vào đó đan cài vào đó một cái giọng thơ trữ tình thủ thì tâm tình đúng không ạ? thì ở đây chúng ta sẽ cùng với nhau làm rõ những cái ý đấy trước nhé trước tiên là đối với từ danh từ chung đất nước được không ạ chúng ta sẽ có này từ đất nước vang vọng trong trang thơ đầy thiết tha chiều mến độc giả sẽ phát hiện đây là một điều khác lạ bởi xuyên suốt trong cả đoạn thơ này danh từ chung đất nước đều được viết hoa chia sẻ về lý do tại sao lại thể hiện như vậy nguyễn qua điểm lý giải với ông Đất nước không đơn thuần là một vùng đất vô tri. Đất nước là nhân vật, là sinh thể có tâm hồn và với cách viết này, nhà thơ cũng đã bày tỏ được sự trân trọng của mình với đất nước. Được không ạ? À? Sau đó chúng ta sẽ viết là điệp từ đất nước vang vọng suốt cả bản trường ca như một khúc nhạc tha thiết gợi cảm xúc đưa ta về một không gian nối dài từ quá khứ, hiện tại đến tương lai hai chữ thiêng liêng ấy không chỉ xuất hiện trong trang thơ của nguyễn khoa Điềm mà cũng đã từng làm bạn với rất nhiều thi sĩ khác ở đây là chúng ta đang tiến hành liên hệ mở rộng để có thể thể hiện được một cái nội dung đó chính là à, có rất là nhiều gì ạ à? có rất là nhiều những nhà thơ đúng không cũng từng viết về đề tài này phải không ạ à? thì ở đây chúng ta có này Việt Nam đất nước ta ơi, mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn, cánh cò bay là rập rờn, mây mờ che đỉnh trường sơn sớm chiều. Hay, đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu nghe dịu nỗi đau của mẹ. Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ, các anh không về, mình mẹ lặng im. Chúng ta đang nói về gì ạ? Chúng ta đang nói về cái đề tài đất nước đấy, đúng không? Chúng ta đang nói về cái đề tài đất nước đấy ạ và đất nước cứ như thế trở thành một danh từ trở thành một danh từ thiêng liêng trong trái tim của bất cứ ai chỉ còn chỉ cần trái tim vẫn còn đang đập trong lồng ngực nhỏ ý thơ của nguyễn khoa điềm bàn về một vấn đề chính luận thời sự nhưng lại sử dụng đại từ xưng hô ta để thể hết để thể hiện nét tâm tình trò chuyện thân mật giữa người con trai với người con gái, giữa anh và em về đất nước. Người con trai ở đây là ta, như đang muốn cắt nghĩa lý giải về cội nguồn, về sự lớn lên của đất nước cho người con gái anh yêu. Tuy nhiên nếu như mở rộng ý thơ, ta ở đây cũng có thể coi là tất cả mọi người là một cách nói bao hàm đại diện cho dân tộc Việt Nam. Cách xưng hô ấy khiến vấn đề chiều tượng lớn lao như đất nước nay trở nên gần gũi, rõ ràng, cụ thể. Điều này thể hiện rất rõ phong cách thơ trữ tình chính luận của tác giả. Nhà thơ đã khẳng định sự hình thành của đất nước qua ba chữ đã có rồi, khiến cho hình ảnh đất nước bỗng sừng sững hiện hữu trong lòng người đọc. Theo cách lý giải của Nguyễn Khoa Điềm thì đất nước là một giá trị bền vững, đất nước được tạo dựng, được bồi đắp qua nhiều thế hệ được truyền từ đời này sang đời khác cho nên khi ta lớn lên đất nước đã có rồi lời khẳng định này thể hiện sự tự hào mãnh liệt về sự trường tồn của đất nước qua mấy ngàn năm lịch sử đất nước cũng như trời và đất khi ta sinh ra đất và trời cũng như vậy ta không biết được đất nước đã hình thành từ bao giờ chỉ thấy hiện diện xung quanh ta với tất cả những gì thân thương nhất thì ở đây các bạn có thể thấy nhé là chúng mình sẽ có một những cái ý cần làm rõ ở trong câu thơ này. Ở phần phía trên chính là phần diễn đạt. Còn ở trong phần này thì các bạn sẽ để ý giúp cho chị đó là nếu như xét về những cái ý chính mà các bạn sẽ cần phải làm rõ ở trong câu thơ đầu tiên thì đầu tiên các bạn sẽ thấy chúng ta cần phải giải thích được về gì ạ? Làm sáng tỏ được về cái danh từ đất nước này. Được không nào? Thì các bạn có thể thấy rằng thứ nhất, đất nước là chủ đề mà tác giả đã lựa chọn cho bản trường ca của mình này, đúng không ạ? Cái thứ hai, các bạn sẽ thấy là nếu như chúng ta về nói về cái khái niệm đất nước thì chúng ta sẽ thấy rằng đây là một cái khái niệm rất là trừu tượng, đúng không ạ? Thế nhưng bản thân nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm lại đi lý giải về cái khái niệm đất nước này một cách rất là gần gũi thân thương nhắc về đất nước cũng một cách rất là gần gũi và thân thương đúng không ạ thì ở đây chúng ta sẽ tiếp tục phải trình bày được vì sao đất nước lại được viết hoa được không ạ và chúng ta sẽ nói về cái phép điệp có nghĩa là cái sự lặp đi lặp lại của danh từ chung này trong bản trường ca của nguyễn khoa điềm và từ đó chúng ta thể hiện tác giả muốn thể hiện cái nội dung gì từ đó thể hiện một cái giọng điệu như thế nào được không ạ thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá các em sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy được không ạ đấy là trước tiên đối với cái danh từ đất nước này bắt đầu chúng ta sẽ nói về à, cách xưng hô ta khi ta lớn lên khi ta được không ạ thì đây là cách xưng hô như thế nào sử dụng ở đây với một cái mục đích như như thế nào được không ạ à? sau đó mình sẽ nói về cái cụm từ đã có rồi à. thì đấy sẽ là những cái ý sẽ là những cái yếu tố mà các bạn sẽ cần để ý ở trong câu thơ đầu tiên này nhá được không ạ à? các em ơi về bản chất ý là chị đang định hướng cho các bạn là trước tiên là chị đưa ra cái phần diễn đạt với các em trước nhưng mà sau đó thì chị cũng khái quát lại thành các cái ý Được không ạ? À? Chị cũng đã chủ động khái quát lại thành các ý Để các bạn có thể thấy là À trong cái phần đấy thì chúng ta cần phải trình bày những cái ý gì Được không? Ok chưa nào? Tiếp tục này Đối với 7 câu thơ tiếp theo Thì các em sẽ để ý trong cái quá trình chúng ta phân tích thơ nha Bao giờ chúng ta cũng sẽ thường quan tâm tới chủ thể trữ tình Tới hình ảnh Tới từ ngữ Tới biện pháp tu từ Tới giọng điệu tới gieo vần đúng không ạ? Thì đó sẽ là những cái yếu tố thường là chúng mình sẽ sẽ chú ý đến. Thì ví dụ như ở trong bảy cái câu thơ này. Đó, thì các em sẽ thấy là xuất hiện những hình ảnh nào? Những hình ảnh đấy được diễn tả bằng từ ngữ nào? Có thể hiện qua biện pháp tu từ nào không? Và thông qua cái việc thể hiện như vậy thì tác giả đang muốn nói tới nội dung gì? Được không ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ thấy nhá. Đất nước có trong những cái ngày sửa ngày xưa mẹ thường hay kể À thế thì chúng mình sẽ có ở đây cái hình ảnh đầu tiên đó là gì cái cụm Ngày sửa ngày xưa Để nhắc nhớ về cái gì nhỉ các bạn nhỉ Nhắc về nhắc nhớ về những cái câu chuyện cổ tích của bà của mẹ Đúng không ạ Đất nước có trong những cái ngày sửa ngày xưa Đất nước bắt đầu với miếng trầu Đất nước lớn lên dân mình biết trồng tre Vậy là hình ảnh miếng trầu Hình ảnh cây tre Hình ảnh tóc mẹ bới sau đầu Đúng không ạ? Rồi tình cảm của cha mẹ với hình ảnh gừng, cây muối mặn Rồi cái kèo, cái cột, hạt gạo Nếu như mà chúng ta nhìn trên cả một cái sườn ý Một cái sườn hình ảnh mà chị vừa đưa ra với các em Thì các em sẽ thấy rằng đó đều là những cái hình ảnh rất là nhỏ bé Rất là bình dị trong cuộc sống đời thường của nhân dân Đúng không nào? và các bạn ơi, khi đi trả lời cho câu hỏi đất nước có từ bao giờ thì nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã đan cài, đã đưa những cái hình ảnh đó vào để đưa ra cái sự lý giải về gì ạ? Về sự hình thành cũng như là sự lớn lên của đất nước đấy ạ. Thì ở đây ví dụ như cái câu thơ tiếp theo, đó chính là cái câu thơ đất nước có trong những cái ngày xưa ngày xưa mẹ thường hay kể thì các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ tạo trọng tâm chú ý vào một cái điểm sáng trong câu thơ này đó chính là cái cụm ngày sửa ngày xưa đúng không ạ à? mình sẽ bắt đầu phân tích tác giả đã mượn chất liệu dân gian để diễn tả về sự ra đời của đất nước đó bốn chữ ngày sửa ngày xưa đưa chúng ta về một miền thăm thẳm xa xôi nơi đó có hình ảnh của cô tấm dịu hiền thạch xanh lương thiện bà tiên ông bụt với những phép màu kỳ diệu giúp đỡ cho người ở hiền gặp nạn là người Việt, ai mà không biết đến những câu chuyện cổ tích gắn liền với tuổi thơ em đềm và đất nước ta có trong những điều xa xưa ấy, tức là đất nước đã xuất hiện trước khi những câu chuyện này có mặt trong kho tàng dân gian đầy sắc màu. Khi những câu chuyện cổ có mặt trong đời sống tinh thần phong phú của nhân dân, ta lại thấy hình hài đất nước trong đó là đất nước của một nền văn học dân gian đặc sắc với những câu chuyện cổ tích truyền thuyết chính những câu chuyện và lời du thân thương thủa nào là nguồn sữa ngọt lành nuôi dưỡng tâm hồn ta hướng về những điều tốt đẹp đó được không nào và đây chúng ta sẽ có này nhà thơ lâm thị mỹ dạ từng rất xúc động khi viết về ý nghĩa của kho tàng chuyện cổ được không nào à tôi yêu chuyện cổ nước tôi vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa thương người rồi mới thương ta Yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm Đó, được không ạ? Ok ông nào? Nhá, được không, được không? Thì ở đây chúng ta sẽ có này, chúng ta sẽ có này Không chỉ có trong cái ngày xưa, ngày xưa của Nguyễn Khoa Điềm Còn xác định buổi ban đầu ấy Qua một nét sống giản dị Thành phong tục tập quán tốt đẹp của nhân dân ta Đó là phong tục ăn trầu Thì các bạn có thể thấy là gì ạ? Các bạn có thể thấy là chúng ta lại tiếp tục nối từ cái ý trên xuống ý dưới. Nếu thì à không chỉ mà còn, không những mà còn, không những là cái hình ảnh ngày xưa ngày xưa mà bây giờ còn là hình ảnh gì? Hình ảnh miếng trầu phong tục ăn trầu. Đó, được không ạ? À? Sau đó thì chúng ta bắt đầu lại triển khai tiếp. Vậy thì các bạn có thể thấy ở đây nha. Cái cách mà chúng mình làm ạ là chúng ta sẽ đi soi vào từng câu thơ, chúng ta sẽ phân tích theo mạch cảm xúc. Thì mạch cảm xúc ở đây chính là bố cục đúng không mạch cảm xúc ở đây chính là bố cục sau đấy thì chúng ta sẽ chủ động tiến hành đó là chúng ta sẽ uh, bắt đầu viết chúng ta sẽ bắt đầu viết uh, hình ảnh ở trong câu thơ đó là gì ví dụ như hình ảnh ở trong câu thơ này là chúng ta có đất nước nhưng mà đất nước chúng ta đã làm rõ ở phía trên rồi thế thì mình sẽ nói đến hình ảnh miếng trầu đúng không miếng trầu chúng ta bắt đầu đi lý giải về cái hình ảnh này phải không ạ hình ảnh đất nước lớn lao kỳ vĩ đối lập với miếng trầu bé nhỏ. Hình thức câu thơ có vẻ phi lý nhưng lại cực kỳ hợp lý, xuất phát từ một chân lý. Đó là những điều lớn lao đều được bắt đầu từ những điều nhỏ bé. Và câu thơ đã gợi nhắc về câu chuyện cổ tích sự tích trầu, trầu cao, được xem là câu chuyện xa xưa nhất trong những câu chuyện cổ. Tục ăn trầu của người Việt bắt nguồn từ chính câu chuyện này. Điều này cho thấy miếng trầu bé nhỏ được nhắc tới chứa đựng cả trong đó là 4.000 năm lịch sử, 4.000 năm phong tục cùng truyền thống hiếu khách. Miếng trầu là đầu, đầu câu chuyện. Trải qua thời gian đằng đẵng miếng trầu đã trở thành hình ảnh thiêng liêng trong đời sống tinh thần của người Việt. Miếng trầu giao duyên, miếng trầu cưới hỏi và từ đó hình ảnh này đã trở nên quen thuộc trong thơ ca. Chúng ta có thể mở rộng thêm để khẳng định về cái nội dung mà chúng ta vừa đề cập tới. Được không ạ? Sau đó bắt đầu tiếp tục đất nước lớn lên cái dân mình biết trồng tre mà đánh giặc Chúng ta sẽ lần lượt đi phân tích từng câu Đúng không? Hay là gì ạ? À? Rồi, cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn Được không ạ? À? Và sau đó, cái kèo cái cột thành tên hạt gạo phải một nắng hai xương say dã dần sàng đất nước có từ ngày đó Thì tất cả cái hình ảnh trên chúng ta sẽ triển khai theo cái hướng mà chị vừa đưa ra nha Được không ạ? À? Các bạn có thể chủ động triển khai theo hướng mà chị vừa đưa ra nhá. Sau đấy thì chúng ta sẽ phân tích câu cuối, lần lượt, chốt lại về nội dung nghệ thuật và bàn luận về tư tưởng mới mẻ, tư tưởng đất nước của Nguyễn Khoa Điểm. Sau đó chúng ta sẽ kết bài. Thì kết bài ở đây là một cái cách mà chị Hiên đã lựa chọn, đó là kết bài bằng một đoạn thơ. Quê hương là gì hở mẹ mà cô giáo dạy phải yêu. Quê hương là gì hở mẹ ai đi xa cũng nhớ nhiều. Được không ạ? À? Chị thấy rằng là đối với cái việc mà phân tích thơ ấy mà các bạn lựa chọn cái kết bài mà bằng một đoạn thơ ấy, Thì sẽ là một cái kết bài sẽ để lại những cái ấn tượng trong bạn đọc đấy ạ Vậy nên là các bạn có thể chủ động tham khảo nhá Chúng mình ơi, như chị đã nói, hiện tại thì học văn chị Hiên đang tặng tài liệu ôn thi giữa học kỳ 1 cho tất cả các bạn từ lớp à, từ lớp 8 cho đến lớp 10. Vậy nên là những bạn nào mà đang cần thêm tài liệu để chúng mình có thể ôn tập thì các em có thể nhắn tin về cho chị Hiên để chị Hiên sẽ gửi cho chúng mình nha. Ok chưa nào? Được không ạ? À? Còn ngày hôm nay thì có lẽ chúng mình sẽ tạm thời dừng lại phần phát trực tiếp tại đây. Chị Hiên sẽ hẹn gặp lại các bạn ở trong buổi phát trực tiếp gần nhất để có thể chia sẻ với chúng mình thêm nhiều kiến thức văn học nữa nhé. Nhớ là nhắn tin về để nhận tài liệu ôn tập nha. Còn bây giờ thì xin chào, và hẹn gặp lại chúng mình. Đồng hành cùng học văn chị Hiên để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé.